Rồi chuẩn bị xuống lò quả tôm thứ hai nha. Rồi vào. Đoạn người tôi đi có nhiêu đó. Thầy giáo ngồi bán đàng hoàng ơi, để chụp hình coi. Thôi mình đây có mình ăn dạ. Rồi chuẩn bị rồi mà. Hay à, nem chai, bánh lá dừa. Đóng mắm cô bỏ vô ông cô ngậm đây là mấy hộ, ngậm đây là mấy hộ. Ngon. Nhà gói cà dừa nha. Năm hộp rồi. Thì nó đổ chưa? Bên quầy Linh có chưa? Này, có cây dừa. Có dừa. Cây dừa bỏ vô hả? Cái dừa đập cái làm hai, bỏ cái gáo ra rồi cái cơm ở trong cơm nó xay ra thành cái cát dừa. Rồi cho người ta sẽ bỏ một cái mồng. Rồi ta ép cho đây là nước cốt dừa. Rồi bữa nay là nguyên liệu đang làm đây là bao gồm nước cốt dừa, đường, bạch nha, ba thứ bỏ đều vô, khuấy đều lên thời gian từ 45 phút cho đến 1 tiếng để xến đặt lại thành kẹo. Cái này là nó cũng đường đặt nè. Xến làm thành kẹo xong thì để mấy tô mấy anh này, tôi để bên đây cho nó nguội ngoài này. Đây, làm nguội ở đây. Dạ. Rồi, xến đặt xong mấy tô thì tôi để ngoài này cho nó nguội. Rồi xong thì mấy cô này sẽ bỏ vô trong một cái khuôn này. Cái khuôn này xong rồi con này sẽ để cho nó nguội thêm một cái dâu này, cái con mình sẽ là cắt ở đây, cắt đóng gói là tại chỗ. Nên gia đình mình có mua kẹo dừa ở đây thì mình sẽ mua là kẹo dừa mới ra lò. Đây thầy đang xếp kẹo dừa, dầu dừa. Nhà là bằng gỗ dừa, thân là cây dừa và lá cũng là lá dừa luôn. Bỏ đi nha, lá cũng lá dừa luôn. Đây là bảo tàng dừa. Trang trí cũng bằng dừa luôn. Chụp hình lên
cây dừa văn hóa cũng dừa lâu ở sàn thờ đầu dừa trong chiến tranh. Cho cá bú sữa. Cho nó bú đi con. Mạnh xuống. Ba. Bê cho em, mang cho nó bú đi đây. Sao lại không vừa? Không thấy đâu.
5.000 một vé, mày vô 5.000. Mở vào nha. Thằng này rất sớm, một, hai, xin tay, xin tay. Vô, vô. Cố là chim chê đu dây nó ra đó. Tẩm mạnh nè, tài.